Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh chim cảnh ca cảnh của em. Hôm nay miền Bắc thì tự nhiên trở lạnh các bác ạ. Từ trong chăn chui ra nên là cảm giác rất là lạnh. Thì mặc mấy cái áo liền này các bác này. Không biết hôm nay tình hình cá mú thế nào đây. Nước thì trời nó mới mưa, nước nó đục lắm các bác ạ. Câu bừa đi xem nó ăn không coi nhé. Hôm nay câu bằng cần ngắn thôi, bởi vì nước đục thế này thì oxy trong nước nó ít, mà trong này nước nó sâu anh em ạ. Nếu mà ngâm sâu quá thì cá nó không ăn được quá. Mời các bác cùng em câu cá nhá. Cái đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi rồi các bác. Câu cần 3m9 thôi. Và vẫn là dùng với cây phao đây, cây phao này. Đánh khá là ổn áp đấy các bác. Đây. Dùng với cây phao xanh này các bác nhá. Cái này đánh chép giết các kiểu này, bạch chia nhỏ anh em. Đánh tín hiệu nó nhạy. Bây giờ mình chuẩn bị ra đồ và câu các bác nhá. Mời các bác cùng em câu cá nhá. Mồi làm câu cá nhưng mà dụ kiến rất ác các bác ạ. Đây các bác nhìn, các bác nhìn. Kiến này. Mấy con rồi ấy. Nó đi rồi. Đây mình có chuẩn bị cả một gói mồi lười này nữa để câu các bác nhá. Nước thì hôm nay nó chảy đấy. May mà mang cần 3m9. Chứ cần dài hơn thì cũng không câu được. Nhìn thế này thôi nhưng mà cống đang mở các bác. Đang kêu đây, anh em có thể nghe tiếng kêu của nó. Mất hình phao luôn, nó trôi ác đấy. Bây giờ mình sẽ phải cân phao lại để câu có nhá. Các bác có thể xem cái cây rất là to, cây bạch đàn. Nếu mà đã bị đốt chết cho con này, cây bạch đàn bên này và một cây bạch đàn đây và cái cây keo là bên này. Đốt chết các bạn, người ta đốt dây đồng, mà đốt dây điện lấy dây đồng á. Chết mất tí cái cây. Bây giờ thì câu không có chỗ che nưa che nắng nữa rồi các bạn. Có mấy góc này còn mấy cái cây xấu thì còn sống này. Đó là đáng tiếc, cây cổ thụ cao. Nhưng mà cái đốt mất rồi. Hôm nay em có cầm theo một gói mồi lười vị ốc các bạn. Trời lạnh lạnh là câu vị ốc có khi là hợp lý đấy. Nước đục phải câu nó rất là khó đấy các bạn. Nó cần 2m7, 3m đánh thì nó hợp lý ấy. Đánh 3m9 thì nước ra ngoài nó sâu hơn 2m rồi. Chưa câu đã thả rọng có khi là móm các bạn ạ. Tâm linh đấy. Chưa câu thì đã thả rộng rồi. Không một con cá nào ăn luôn các bác ạ. Phải thật chứ. Cả mồi cám lẫn mồi hạt đều không có gì ăn cả. Giờ lại mắc mồi hạt câu. Cứ đổi nhau. Mồi nào ăn hiệu quả thì sẽ dùng vào đấy các bác nhé. Câu được khoảng 1 tiếng rồi các bác ạ. Chưa thấy con cá nào. Hôm nay thời tiết nó có khoai hay sao á, hay là nước đục thì cũng chưa biết được. Bật máy quay lên quay phim một lúc nữa các bác nhá. Hôm nay tắt máy quay thì nó cũng không ăn. Đấy. Chuyện tâm linh hôm nay lại không đúng rồi. Khả năng là hôm nay không có cá đâu. Móm mất rồi các bác ơi. Trời ơi. Mồi hạt nó không ăn. Giờ lại chuyển sang mồi cám. Cám này thì sợ là cá con ở trên mặt nó ăn thôi. Thank you.
đấy, trên mặt nước là lau bể nước các bác nhá, rất nhiều dọn bể luôn các bác, xả rất ít mà nó cũng vào. Cái thời tiết này cộng với cái kiểu nước đục thì thấy dọn bể là nó hoạt động mạnh. Em thấy nó đớp từ sáng đến giờ, câu đớp nhiều lắm nhưng mà nó cũng không ăn. Bây giờ được con cá giật cho nó vui tay cũng không có các bác, dọn bể ăn cũng được, cũng quý. Sáng giờ chưa được dòng cá thoát nào. Ngồi đây thì nắng nó chiếu vào lưng các bác nên là phải đội cái mũ lên. Trời lạnh nhưng mà nắng thì cũng khá là nóng. Mặc rác rồi. Nên rồi. Kết thúc với câu rồi. Thoát được cái rác thì lại lên cây. Các bác hạn chế giật cái kiểu giật lên cây rồi giật mạnh xuống nha, vừa nãy kiểu này nó rất hay gãy ngọn các bạn. Nãy mình cũng hơi nóng tính nên giật đấy. Giờ buộc thẻo thôi. Hôm nay không mang sẵn cái thẻo đi, phải buộc các bạn. Wow, lên được con đầu tiên rồi các bác ơi. Đứt thẻo phát là đổi vận ngay. Rô phi các bác nhá, khá là đẹp. Rô phi này rách cả mồm này, khiếp thật đấy. Giật rất là nhẹ. Con này rách mồm từ trước rồi các bác ạ. Đâu có cá ăn rồi. Khá là lâu đấy các bác, hơn một tiếng đồng hồ. Bắt đầu thấy có những con cá đầu tiên. À đúng rồi, nắng lên các bạn, nắng to lên, nó bớt lạnh đi thì cá nó bắt đầu hoạt động. Sáng thì thời tiết nó lạnh quá, bây giờ bớt lạnh cái là rô phi ăn ngay. Rô phi thích cái thời tiết nóng này. Sáng cứ ngồi chờ đợi. Có cá cắn đấy các bạn. Một cái thẻo khác nó hơi ngắn hơn thẻo trước, nên là phao nó hơi sai một tí, kéo lên chút các bạn, đỡ mất hít vào. Giờ có cái để câu được cá thì có cái chém gió ngay các bác ơi. Không thì đang buồn chán đấy cái buổi câu này. Đúng là không nên bỏ qua. Ngồi chảy cối thì sẽ trở thành huyền thoại thôi. Mất cá rồi, trời ơi. Con gì vậy ta? Mồi này hết dụ kiếm rồi đến dụ ốc các bạn ạ. Như rất nhiều ốc nó bám vào đây. Ác thật. Không biết nó có cái gì mà con ốc nó đam mê như vậy. Mất cá tiếc quá các bác ơi. Đây anh em này, mồi không những câu được cá lại còn dụ ốc dụ kiến, rất là kinh, sợ thật sự. Không những mạnh dưới nước mà còn mạnh cả trên bờ các bạn ạ. Cái này mà câu đêm cẩn thận thì rắn nó ra nó đớp cho ấy.
gió thổi hay là cá ăn. Gió bớt lại đi nào. Cái nhịp phao này nó rất là nhanh anh em ạ. Bỏ phát là nó nhả ngay. Cầm vào tay, cần câu vào tay này giật cho nó chuẩn. Lơ là phát là nó bỏ ngay anh em ạ. Nó díu phát là nó nổi lên ngay. Không giật kịp. Lau bể rồi. Không thoát đâu được. Thôi. Con bể to quá các bác ơi. May quá không bị mắc lên cây. Cuối cùng đã săn được Hugo rồi. Đen chuỗi luôn, chấm đen các bác ơi. Đó, con này là đứng lên để xử lý cậu ấy cho nó chuẩn, chuẩn mực. Đấy. Hàng khủng luôn các bác nhá. Chạy đi đâu. Đây, con này ăn đây. Là cũng thật các bạn ạ. Nhưng mà giật cũng phê. Chạy hộ. Rồi, hàng to các bạn nhá. Còn phải 3-4 lạ. Cũng lên đấy mà bơi đi. Rồi, bắt được con dọn bể là phấn khởi rồi các bạn ơi. Ổ này ít cũng phải có 5-6 con. Bắt được hết thì sẽ câu được cá khác. Đến giờ cá này nó ăn thì tội gì không đánh mồi hạt các bác. Hạn chế những cái loại cá nhỏ. Lau bể nó cũng ít ăn cái hạt này các bác. Yếu là sẽ là chép. Không thấy gì anh ạ. Toàn thấy lau bể thôi ạ. Vâng. Có một chép một rô phi vừa mà livestream luôn. Vâng, nước đục lắm. Chép đẹp không? Chép bé, 2-3 ngón tay. Nếu mà câu chép nhiều chắc xuống đoạn dưới câu hơn ạ. Câu dài ạ. Câu đoạn dưới cầu dài thôi. Vâng, đấy dưới cầu dài đấy. Nó có cái cống nhỏ nhỏ ấy. Ngồi đấy cũng được. Nó có cái chậm bơm ấy. Gió to thế nhỉ? Gió to lắm. Chắc là ăn đấy. Hôm qua hồ Tam Giác thấy lên nhiều cá lắm, lên live stream nhiều cá lắm. Nam An ạ. Thằng bạn em đang đánh ở đấy. Vâng. Lăng xê. Thằng bạn. Thằng Bắc ạ. Nó hay đánh ở đấy lắm nhưng mà chắc là không biết nhau. Anh không biết đâu. Nam An đánh bây giờ đánh ban ngày đánh có đi. Rồi anh lăng xê ấy mà, lăng xê ngày đêm đánh được hết rồi. Phải đánh tối. Đánh đơn đài thì bây giờ Nam An không đánh được nữa rồi. Đây đánh đơn toàn đánh tối. Vâng. Tối không có một con cá con à? Ngày trước em cũng hay câu đài đấy lắm. Câu đài đấy lắm, trôi lắm. Bây giờ lô phi nó nhiều, biết đâu ra ai kinh. Có nhưng mà cứ tầm được khoảng 6 giờ này cũng không có. Vâng. Thế thì còn câu được. Là câu trôi. Đây toàn đánh từ 5 giờ cho đến 11 giờ. Vâng. Từ 5 giờ đã hết cá con rồi, nó đỡ rồi. Nó dựa bờ nó ngủ rồi. Câu xa là tí là được. 2 hôm, 1 hôm, 1 hôm, 11 con, 1 hôm, 9 con, 9 con, rồi 1, 2 con chắc. Vâng. Còn là hôm thứ 6 rồi đánh được 6 con trôi rồi, toàn trôi cụ, toàn trôi đỏ. Toàn trôi đỏ. Con nào bé nhất phải 3 cân. Đánh đơn đài mà với con đấy thì sướng lắm. Đánh
ISO. Đánh đài mà vớ được con đấy thì chắc nó chạy phải 40 mét giây. Ồ, đúng là không biết đâu, tôi đéo nào, tôi câu dựng cỏ ngay ở cái chỗ cột, cột điện à? Có phải có cái chỗ cột điện không? Không, cái chỗ mà nó nuôi bò ấy, cái chỗ à, rồi, rồi. Bò ấy, cái góc ấy. Vâng. Cái góc lối đầu vào ấy. Có biết chỗ đấy. Tôi câu ngay đây này. Sát bờ. Sát bờ nhưng mà nó phải có chỗ cỏ. À vâng. Ăn đấy. Nó dựa đấy, có ăn đấy. Ăn chậm lắm. Tôi là bão đi ở tôi cứ nhắm xuống tôm, tôm rồi bắt đầu tôi câu. Toàn chơi to à? Ăn chơi to. Tối thôi, từ ngày không chịu được rô phi đâu. Tầm này có mà cho câu thì câu. Đúng rồi. Đấy. Em câu ở đấy toàn là rô phi thôi. Ban ngày ấy. Chắc câu chỗ này không hợp lý. Nào. Không hợp lý. Nó lắm lau bể lắm. Cái gì ạ? Nước xe chảy. Nước chảy ạ. Cống nó đang mở đấy. Nó mở nhẹ. Câu này thì vớ vẩn để bắt được con cá chim với rổ cá trôi với rổ. Vâng. Đấy là rau bể đớp thẳng qua phao. Xả rất ít nhưng mà nó rau bể nó vẫn cuốn này. Kinh. Cái loại này nhiều quá rồi. Đấy ăn đấy. Lắp cái bột này vào ăn ngay. Đấy, câu cái hạt nó ăn chậm. Nhưng mà nó đỡ rau bể. Có bột lắm rau bể lắm. Nọ câu đục cái này có mỗi ông già câu nhau là lên cá, mấy ông câu đài bột chả thấy con gì. Vâng. Có nheo câu ở đây ạ? À? Nheo câu đây. Có được nhiều to? Có 2-3 con bé. Con cá sáng. Ôi giời. Mà hơn mấy ông câu bột không là con gì. Nhẹ lắm, rô phi nó ăn nhanh mạnh hơn. Rô phi bé mà, chứ không có hàng to. Cái này là nó còn tuột dốc ấy. Nó rơi. Cái kè đá này nó còn rơi ra ngoài xa. Mồi mình không neo là nó trượt này. Ăn đấy. Trôi tầm cân rưỡi nó phóng một phát thì thẹo hai chấm là đi luôn. Con sấu còn cân trôi to. Vâng. Cái này chắc chỉ gạt không? Đúng rồi, kéo vậy. Không biết khai trương nó lấy giá hơn ngày thường không? Những cái chờ hết khai trương nó đi. Lau bể. Lau bể. Đấy. Toàn hàng lau bể to thôi. Này không cậu cậu lên được đi. Câu mãi không hết cái ổ này lau bể nó cuốn kinh thật. Sợ thật đấy. Nó ăn không rõ ràng gì. Gió nó thổi nữa. Về cái chỗ này đấy lúc bỏ xuống nó ba vạch, lúc bỏ xuống nó lên 5-6 vạch ấy. Cái đáy này nó có cái cãi rẽ kẽ. Vâng. Mất 2 con bắt được 11 con. Hôm đấy câu mới là phê. Vâng. Có câu bỏ tổng nhận như con hộ. Con này không phải là chạy ác. Chạy cũng ác đấy nhưng mà vẫn là lâu bể. Vì sáng giờ câu rất nhiều rồi. Đấy. Lâu bể to thế nhỉ. Này mấy ông miền Tây là khoái. Chứ mình thì không khoái. Thank you.
Rô phi to các bác ơi. Ây da. Rồi, ngon rồi. Không phải câu cá lâu bể nữa rồi. Cái kết đẹp đẽ đây các bác. Cái kết đẹp đẽ đây. Rô phi này. Cái kết đẹp đẽ các bác ạ. Thôi con này thả ra ngoài luôn đi. Kiểu gì cũng thả nó đi mà. Thế là không món bác nhá. Tất cả cái này bỏ đi hết luôn. Cái cá nó ăn. Đền bù đắp lại. Hôm nay thời tiết nó hơi khoai các bác ạ. Gió nó thổi hơi mạnh, khó bắt nhịp phao. Nếu mà bắt được nhịp phao thì khả năng là câu nó cũng được nhiều cá hơn các bác nhé. Gió nó nghiêng thành phao nó cứ nghiêng quá nên câu nó hơi khó. Thì hôm nay cũng may mắn là không bị móm, được một chép hai rô phi với lại mấy con dọn bể. Dọn bể thì vứt rồi. Đây, một chép với một rô phi đây. Con rô phi vừa nãy đang vứt ra ngoài trước. Thả hết nó đi anh em. Câu thế là được giải trí rồi. Vui rồi. Bây giờ là 10 giờ. Câu được khoảng 2 tiếng rưỡi. 2 tiếng rưỡi được bằng đấy còn các bạn. Thời tiết này nó cũng khoai. Với lại chỗ này bây giờ dọn bể nó nhiều quá các bác ạ. Câu toàn thấy dọn bể nó tỉ thôi. Chào các bác nhé. Còn lại các bác trong những video tiếp theo. Giờ dọn đồ đi về. Yeah.